그렇죠. องจุนจุนประกาศมันโตการจำนาการในเจ้าพิธีสามนาคาบางมณฑลพวกดอลวิธีการจุนเตอร์กรมวิการไปกระไดดูขีดสมพรเอาแม่อนุญาตสมเอาลูกดำนางทัพเรียอันตรชีตดำไปในจองเมียนมาเตยบอลไว้ทำจืด Mr. President, I just wanted to give you, please, an update on the matter we spoke of earlier. The original of the document that we were speaking of earlier has been located. It's strictly speaking a confidential document. Can we please ask for your permission, Mr. President, for that to be released later today to Mr. Kim Won? ông chủ lễ anh nhạt I'm grateful thank you đồng nai tham gia xem số một con lục tiền ông chủ lễ thông báo đoàn vị ca chuyên đề cầm mấy vị ca việc đầy lục khi sản phẩm năm nay mà to ca tăng thông lúa đánh đáo như bộ xã xây hay sau động lực đã xong cầm mấy vị miền ca chào bà rong phong đá ông pi ca bài chạy pi rồi lía cho mấy đường cầm mấy vị pi cầm tiền nông ca tăng thâm lùa thâm chơi bà sông ốc con lục thiến khi chúng bạn sông bàn to thâm lùa lục công vốn môn phê sông rãn khi chúng bạn xua lục tiệm tôn từ nâng lục khi sông phón chú đồng nà lục sông đạch ở tết sản lạc cách nơi tam chân ở bọn khi chúng chọn xua bên trẻ lục thà tớ nếu bây đại lục bàn khởi lục khiêu sủng phòn nếu bây nú cứ lục khiêu sủng phòn còn phong thua đầm ná rứ có thật được nông cam vị thi na mui đại lục từ từ đại chỉ cổ đại nô hay sủng lục chui rìa rọp thì sát thanh ở phía trong vịnh pê về lìa đại lục bàn chụp nô phong bàn cả trong trăm bọc nhom bị nút đôi nhom bàn lưỡi bị căng đá cứ chia đường chạy đòn thì thằng cách nhom đã bàn rồi nơi cho một con thằng bàn chụp qua thì nơi nông dễ phê bay cho nằm hai đại nhom bàn khơi nơi chạy đòn nó cứ bàn khơi rất chun đại nhom được qua tha chứ nhom qua qua tha lúc khi khó nên lại ở hơi mất phép là rung tầm nào chỉ mới có toàn than rằng là rồng cá nút thuộc nhóm tràn đã từ chỉ cầm thọt rung là chết chết bệnh được cho nên nhóm mình đang thả ta lúc khi thằng phong miền cam thi ở dạng ná bàn khang nhóm cứ từ rồ thọt rung về từ dọc còn miền là chết chết khoa rụp ấy mà thật lạc ấy chú cá cho từ sài được cho từ cái lãnh cả than sàng xong xem xe được rồi từ thời càng nghĩa dương cho được cho được vô kháng này còn miền được xem miền thả đằng thả hợp nô rư rụt khi dùng phòn ấy tranh tử na miền này nạc lại cứ dương ở văn đằng nghề hai còn bàn chụp một lúc cho lại hai chữ lúc còn đằng thả dương nâng đang thà lục khơi nào từ nào đây bà sầm ở cấn nhom trong bệnh trẻ sầm nuôi nhom lăng bệnh thà nếu bị đại lục khơi nút cứ chia các buôn rượu dân tại cổng phong thua đầm ná rồi mui co lục khơi nơi nơi khăn nòng bị đại rượu dân chọc nãy bên nút cứ lan cái phong tập bạc bỏ thầm đá tầm miền tầm nào nè thầm từ ná cho tầm miền còn cà pê đây hòm tới đây phần tạm lưu mặt phe anh dễ mình đang chìm mẹ đường mẹ nó chụp cá còn mình miền này này nà chun tới đây
Bà xin mời quân. Lúc ai bên chạy tì tăng để lúc bán khơi nước bán tới bờ xin chỉ lúc ai chạm nơi mà đông trọng nạn đây. Tâm nào nhóm thông đá nơi phía nút. Nơi chia trong phần phía nhóm mà đang thả cái lại nạ cho bác lúa thì bác nhóm mà đòi bên nhóm click rồi. Vẫn đang thả nơi cao vì nông bình trên mọi chuyện bọt. Vẫn mình đang thả tiết tăng chết lẽ nơi cái này nó chú chân nằm ở cái tới vì tăng vì nông máu để cho một phê chân nằm chiên. Vì nó ngồi chăm, trong chăm nó không lịch nữa. Bà, ở cùng chân bàn đi thả lục khơi nơi chi trong nông bình mà chân thế xung lục lại một đồng tiền bà nữ chị công nông bình bà xong ở cuốn tiệm tôn tên nâng xung lạch ở bình ta lục đăng tha bảo ông miên thân nạ chìa vây đại tế nữ bên nữ. Bà bị chôn hôm bình đồng bốn tha bảo ông chìa bật thiên kỳ nạ thiên rọt càng chìa chìa thập tài. Bà xong mọc cún cho tiệm tôn tên nâng âm nạch rồi bảo ông ta nữ bên nữ bảo ông miền âm nhạc ở vậy khá tam đại lục bản đằng nó nhóm bản bản kết hai cùng bản vị phe đời khu này ta ở bạc tha lục miền này được hết còn tại nhóm nhóm về tầm đại tha mình có ai bị lục kinh phong này. Mình khó khăn nông lẽ khăn ấy lúc ai châm riêng bần thay chung cổng bật xa chung châm riêng tình bạn. Nhóm chồng như gì đấy cứ chồng như được làm xa hầm nạch. Mình nạch được ọt cứ lúc hình phòng này. Phần đề chụp ổng thả lúc miền nái của mình đang phần đề. Tạm ca vì làm lại bọc nhóm cứ mình không ai vì lúc khi mình phòn. Bà xong ổ cún. Chúng mấy bạn lúc đang thả lúc khi xong phòn chùm nua đâm nay như rộ bó về ổng. Lúc đang được bên nạ đấy. Nhóm mình tên nhóm đang chạy đón để mình tên nhóm cả là nhóm đấng nhóm nơi thư ca nơi tìm phần phẩm. Khởi nhạy xa bọc bùm chìa phía xa bọc tì. Đoàn chẳng tới bà ôi kịp ra tháo nạch ư ấy chụp ấy con nguyên này nạp rạp đề. Vẫn nhóm khởi nhóm chạy đón đôi trạng bọc nâng phía phạm nhóm nhóm đang chạy đón. Giang nằm mấy ai kì xa chia phía xa bỏ tiết được nhóm khơi bọc bùm nơi phần phần lắm. Sốt mẹn nè nà kì prap thả ní ảnh xa ní dùm đạch ơi rục chốc ấy ní. Rồi có mẹn kì khúc xa nà prap ấy ở đi. Nhóm đăng đòi nhóm thư ca nó chôm rục bùm nè. Thôi chế. Đăng nâng bàn này thả đăng đòi luôn ai ní. Hay về tầm lại nơi bên nụ thả bọn nâng chốc mẹn hay ai lúc khi xong phong đang làm gì nữa. Bà tiệm ổn. Tiệm tôn tên nâng ca lăng chùm nua rồi bỏ lúc khi xong phong ní. Nhâm chông ai lúc bệnh trịa tha ta lúc khi xong phong
quạt thọp tam đại lục đắng miền thọp tài tăng bộc lực na rư gọ bộc cô đa cam ma phi ba na đại rư tế khnông samay nu bộ đàm miền xem xin pi lu khê sầm phong nằm ở ban tu tu ở ban tu tu năng ấy từng ngõ rừng đại nhom chuột thoát từ rừng chạy đòn đại nhom chuột nơi nông cạn gì bọc nhom pro mình đang thà lu khê sầm phong nơi cái này nà bà sầm ở cún cho lúc đã bạn đăng thà lúc khi xung phán bạn chân bình chìa ở cả mạng phí ba rưu có mình trầy nếu không xa máy nó thua ở vầy rưu có mình ai thua ở vầy đã rưu tế khi nhóm mình đăng ca phất hay có mình đăng ca chết lệ dàng mạch tài phần đại khi nhóm phần thamán lửa tạp chế rất của khi xung phán chỉ rúm cả đại nhóm thọ nơi trong mùi quán còn đại mình chia với đại chỉ rung na đại hạ thật thua rồi có cả chặt tăng na đại nhóm ơi người cả bà con lao cầm láng này còn kết cù về như ngay phần đăng thà sớm mai nút còn kết dạng mấy những nhóm đăng ấy còn tại chỉ cả soạn than bọc nhóm mềm mềm chỉ cả bất tỉnh nhóm chưa tha lúc khi thầm phán mình ai thư ẩm phư ạ khọc nà mùi bà xong ổ cún chất tiện tôn tự nâng cả đoạn năm nay rư có cả đạo vì nây đó mình cà mạc vị bà rư có bộ cù nà mà nẹ nơi khăn ông xa mây Campuchia bà chia thơ bà tay nú ta luộc đại bàn đăng bàn lư tiệt tôn từ nâng sự đầy sầm lạnh nam môi robot lục khi sầm phong đại thế à miền kha đàn gì đòi tuột một bị bộc khôn nẹt vào lỡ con thạp rồi bọn thích rình gọt dê rõ lịch khá tích cao dùng quần miền cầm chìa chìa thật tài gọt dê một lực rương trình loan bây chân nam đại chú bất tiệt nâng rương là bệ phòn nâng rương chọt càn khuất gọt bàn dê chú bà thà nâng bế nút đòi cháy đón lúc khi phòn bạn đằng hỏi có lùi chìa khất khẩm bằng trái chùi gọt à gà nó còn này của vùng sầu mà nâng chơi riêng thì tiền bạc quạt thế gì bạc quạt còn bạc nhom bà sum ốc cún trong trong bệnh trẻ lang với những bánh bánh lục miền bắc xa thà lục chục rấn bàn thì tiền riêng bạc lục ông pi đầm này chỉ vượt bạc quạt lục ai bệnh trẻ bàn cho ba tiếp buồn đi về tiệm tôn từ nâng sầm nua bạc nhom môn mánh dạng mạch đá thì tôi nâng thà lô khiêu xong phòn miền đồng này đạo vì nây rư gọt đọt đồng này mần trầy nà mà nẹ nức nông xong mạch đầy lô thôi chi bà thiên cả nạ bà thiên rõ nó cô tìa ho mùi tì chẳng bàn thà miền đồng này rư gọt đồng này nhưng nhầm bàn bề đồng này thà hòn rùi được hỏi còn tại rừng mật hệ quạt đôi bọn thuyết rừng mến chúc rừng đi thuyết rừng có chi bánh vọn ngồi đại còn miền mộc này nơi nông phê lưu nón vây chân ám có đôi nơi thư ca nơi bông sầu đôi chân ấy có miền ca chọt cản phần tại nơi phê nút thật đôi chân chạy đòn nền đấng có đằng bánh hà nó có khuyên thà có thà miền lục khi phòng chúi gọn chẳng rừng miền nai miền này tự bố là mấy chúng con lại xa lộp một chàng
ເພິ່ນຖ້າຄືສົມພອນມັນແມ່ນມັນຊ່ວຍແນ່ດໍໄຕ và xong ở cuốn chung bộ cả cái đầm rẫy trong trang su bên chè thà nộp về đại lục thôi dân ban chấm riêng pháp lục vì thà lục khi sầm phòn chui nó ta lục thôi dân ban bên chè thà chui chè tô nương rương ở vây đại thế tam bữa tới nè nơi vùng sáu có miền tây hà cái chào tôi cần bà sum ok cún nhóm sum tập lập từ su lộc tiệt tôn từ nừng chấm lại đặt thả lộc chín nhạc sai hay lộc tranh thưa ca ថតរូបឬក៏យកពលដើម្បីនៅតាមជនបទហើយបានប្រទះឃើញថាមានខ្មែរសឬក៏ពួកអ្នកប្រឆាំងដែល ban bằng hành tha nơi tín nu trời ban lục cai bốc mình ăn nhát ở lục từ thưa ca dục bọn làm biến tê rồi tham nhìn khmai so ấy nơi cái lại nu đại ách tới cửa thân ạ và hơi nơi đại lục cầm phong tài chơi nơi trong đội ní đầm nang xã bria nhà on trả chiết ban cắt lục mình ở lục thưa ca chơi bằng thaim từ lâu ở với đại lục trong những gì thì ở bên này khi ông xong đó là cả hai lục xong lục bằng hành chung cơ bản sao chung chung rẻ thật ta miền bắc nhà với khla đại lục ban chụp đại chi bắc nhà trở lại cho rồi cả bắc nhà đại miền cầm bắc bao đôi chi cầm khmer so đại lục ban lược làng ní xong lục chơi như là sao nhóm trai chỉ pì ở trên non thì kềm pram nhám nhóm nợ bom thấy cứ cầm lên cầm phơn nó cứ lư nâng được chia mà hỏi đăng thà cái lại ná cả nợ tập pram được cả nợ cái lại ná cứ bị miên chẳng mà miên thân ô cầm phơn bành chẳng mà ở trên non bay chân nam đấy nhóm tập tu còn miên bị giàu mình bàn lư to thì bàn còn khang mùi than cái hàm còn mình ao dương tới cái lạnh mùi than chát đi rồi mùi than chát ở cái tới bên nơi này không bằng là vì từng chín nết hay là lon từng chín nết tam và khi từng riêng tới từng lai từ tức đây khai cái vùng chạm bình hay cho nó nút trong trong đằng thà mùi than chỉ chun được lại nút ta còn nơi mà cái lạnh nắng đá rồi có giang mấy pro minh nét co chờ rồi nơi chân thì đôi bằng vì đôi bằng tâm sầm rau càng phong cha mày nắng tập rạp mày nắng tốt được lại nhom thuộc rồi nơi đài nó chẳng ai trong đằng nó chẳng bàn sầm an nhà từ hàng phùng phịa là phùng phịa đó nó ta có đại an nhà đâu nhom từ bàn để on chẳng có tham làm từ bàn đi rồi mình mai sò chẳng bàn nhom cho bàn hà ní chỉ pi còn còn thì mỗi từng người làm năm còn thì tí từ từ bảy cho năm này bà số mọi con lục cùng vốn khi nhau bạn miền sầm nô ấy bận thèm từ lục tiệt tế hay khi nhau bạn sầm anh nhát ao xã việt ta bảo nhóm miền sầm nô bình tĩnh tuổi thèm tiệt bà số mọi con lục thiên bà con sầm chơi
Je vous remercie, Monsieur le Président. Bonjour, Monsieur Kim Woon. Je m'appelle Antagissé, je suis co-avocat international de Monsieur Khieu Samphan et je vais vous poser quelques petites questions de précision après mon confrère. Je vous rappelle qu'il est important de ne répondre que lorsque votre micro est allumé. Ma première question, lorsque vous avez été entendu par les enquêteurs du bureau du co-juge d'instruction le 25 juillet 2009, il s'agit du document E3-380, ERN français 00485429, ERN Khmer 00357196, ERN anglais 00365641. La première question que vous posent les enquêteurs dans ce document est de savoir quand vous êtes entré dans la révolution, et vous leur répondez que votre père était un fonctionnaire khmer Issarak, pro Samdek Sihanouk. Ma question est de savoir si ce fait-là, que votre père était fonctionnaire pro-Sihanouk, a contribué à votre engagement auprès du front.
bằng phốt nó như vậy chẳng. Tần tàm nạch ở bên. Đó bọn bọn mà phía kháng chướng còn chẳng đấy. Còn gì lần lần hơi. Thì tay tay chụp lúc khi xung phong tay nâng mà. Khi xung phong nó nâng hù dụng. Nâng kháng kháng khmai dưỡng mà phía kháng chướng. Còn tại nhóm việc mình cũng phía. Nhóm người nâng chân cho ông lại thì. Je suis désolé, monsieur le témoin, d'avoir ravivé des souvenirs douloureux, mais comme vous le comprenez, il s'agit d'éclairer la chambre. Je vous laisse un moment pour récupérer et vous me direz quand vous êtes prêt à répondre aux questions suivantes. Monsieur le témoin, est-ce que vous êtes en état de poursuivre? លោកកម្ពុជាអាចបន្តស្ដាប់សំណួរអាចឆ្លើយបានទេតទៅនេះបាទបងខ្ញុំបន្តបាទអរគុណសូមអញ្ជើញលោកមេធាវីលោកស្រីមេធាវីJe vous remercie, monsieur le témoin. Je poursuis donc. Tout à l'heure, en répondant à mon confrère, vous avez indiqué que la période au cours de laquelle vous avez rencontré monsieur Khieu Samphan dans le maquis, c'était au cours de l'année 71. Et vous aviez précisé, répondant à une question de monsieur le co-procureur, qu'à cette époque-là, vous aviez vu monsieur Khieu Samphan apporter de la nourriture au niveau de l'imprimerie dans laquelle vous travaillez. Ma première question, est-ce que vous saviez quelle fonction occupée à l'époque, monsieur Khieu Samphan, au sein du front. Vous allez bien, monsieur le témoin? Est-ce que vous voulez que je repose ma question ou vous l'avez en tête? Je vais la reposer. Je vous demandais donc, monsieur le témoin, si en 1971, lorsque vous aviez vu monsieur Khieu Samphan dans le maquis, si vous saviez quelle fonction il occupait au sein du front. ការនឹងខ្ញុំយល់ថាលោកអាចបន្ទាប់ពីសម្តេចព្រះនរោត្តមសីហនុមកអាចលោកមានតួនាទីក្នុងការដឹកនាំប្រជាជនក្នុងការតស៊ូ
Est-ce que pendant votre période dans le maquis, il vous est souvent arrivé de voir des dirigeants, en tout cas des personnes ayant des fonctions au sein du front, apporter de la nourriture au niveau de votre section? Hỏi bà mình tua thế còn miền nì xa dọc hộp hà bà lại xinh xinh cho ôi cái lành tí chung. Je pense qu'il y a dû avoir un petit problème de traduction, donc je vais reprendre. Vous venez de m'indiquer qu'il y avait des messagers qui apportaient de la nourriture et des vivres, et vous aviez indiqué, répondant à une question de monsieur le co-procureur, que Sampan était venu vous apporter de la nourriture du côté de l'imprimerie dans laquelle vous travaillez. Monsieur Kesampan n'étant pas un messager, est-ce que vous pouvez m'indiquer s'il était fréquent que des personnes autres que des messagers apportent des vivres et de la nourriture? Miền chìm hô, miền chìm này ha. Miền chìm bằng ai mình là, bằng ai mình là, miền là vậy khá bị phái chê, rồi có phái chơi nở bòm phay, rồi ấy nâng thế. Chú cá còn miền tờ chìm mùi chẳng còn miền cầm vô tờ. Vẫn ta chìa rốn cứ miền đi được xa. Lúc nãy bị miền phi, thì mỗi lúc khiến phón, có lúc ai. Từ bạn này, phần từ nó men từ tài đấy, nó mày cái đó cứ miền nì xa bọc gọt tạm, miền xóm đó tạm gọt chẳng thử. Hồi dương mình đại hồi nì tha, men tới nó, tôi hồi nì chỉ bong chỉ bốn, dịch thì chun, dân lý hồi, thả mà bà thả bong chẳng thử. Tuy nhiên còn mình vô tới hơi, cậu bình lúc còn mình đi xa vô tới hơi đây. Je vous remercie de cette précision. Et puisque nous en sommes à parler de messagers, vous avez évoqué un petit peu plus tôt dans votre déposition devant la Chambre que c'était par l'intermédiaire en général de messagers que vous receviez les déclarations de dirigeants à imprimer. Est-ce que vous vous souvenez du nom de certains de ces messagers? Mình trả lời cho bọn bọn chân chiến. Chủ cá mình xong. Mình sân, mình tương, mình thiết. Mình nạc lá bộ chân chiến trên này xa đi. Mình trả lời cho bọn mình nói. Et savez-vous s'il y avait des messagers qui étaient spécialement attitrés au transport des déclarations ou des courriers?
មេតាមកគេមែនតែនជាអ្នកនាំសារជួនកាលគេនាំសម្បត្តិមកឲ្យនេះខ្ញុំជួនកាលគេយកអត្តបទផ្សេងៗយកមកឲ្យជួនកាលក៏គេមកដៃទៀតដែរគេមានអីខ្ញុំយើងជាប្រហូបព្រោះកន្លែងខ្ញុំមិនអាចចេញចូលទៅណាបានឆ្ងាយទេយកចូលវល់ធ្វើការងារច្រើននៅចឹងមានតកាផ្គត់ផ្គង់ Tout à l'heure, répondant à une question de mon confrère, vous avez indiqué que vous étiez en mesure de reconnaître le style de M. Khieu Samphan dans le cadre des déclarations. Vous avez donné des précisions à ce sujet. Je voudrais savoir sur un autre point que vous avez abordé avec M. le coprocureur, toujours sur le thème des déclarations, ou en tout cas de ce que vous receviez dans le cadre de votre travail. Je voudrais des précisions sur ce point. Vous avez évoqué avec M. le coprocureur, dans le cadre, alors cette fois-ci c'est après le 17 avril 1975, puisque vous évoquiez avec lui votre travail sur la revue L'étendard révolutionnaire. Et répondant à une de ces questions, vous aviez expliqué que vous avez pu reconnaître les annotations de Pol Pot sur des documents qui devaient être utilisés pour l'étendard révolutionnaire. Ma question est donc de savoir comment vous étiez en mesure de reconnaître les annotations de Pol Pot. Est-ce que vous connaissiez son écriture? Alors, quand on dit reconnaître, monsieur le témoin, ça veut dire qu'on a vu l'original au moins une fois. Je voudrais savoir dans quelles circonstances vous avez été amené à connaître l'écriture de Pol Pot. Tìm mối nhóm thư ca kháng tết nào đây là gì? Phần tay nó không rung bông từ môi nó cứ bọc bông rung cái này. Khi mình ở đạch cái này thì tuôn bà đi vọt nâng nạ xế cứ nâu cho môi được cái này thì phần tay. Còn tay nẹ tử xế nó miền nhóm kháng là nạ xế. Hai tôi chúm tôi tuôn kháng tuôn bà đi vọt dần cho. Chỉ thông đá là lựa át bọn mùi mối vì miền lệ cột của vị đại. Và ôi xài của chú cư miền lệ cột trong nam thả nâng chìa lành cá chìa bị nhạc quy trà nạng cả thá chìa đầm nắng chìa thả chìa bái cư vì miền lệ cột của vị. Hai bà thả đằng đó còn miền lệ cột thì có thể hồi mà thả ai cái xá trắc bọc bông xài của thả còn để cha bị bây mà thả bình chìa mà rung bông thả hỏi bọc bùm cái nhạp ấy nó cứ miên chấm na bọc cọt mà hỏi chấm na nếu như ai có bọc mọi những nhóm những tay nó thu khí á được thấy ai có thằng con thà xó nó chia xòm phó rư xò thế nào và nhầm xông lại bên nâng Je vous remercie de ces précisions. Une dernière ligne de questions au sujet des déplacements que vous avez effectués et surtout des déplacements dont vous avez parlé avec les
enquêteurs du bureau des juges d'instruction. Je fais toujours référence au document E3/380. Et cette fois-ci, c'est en français la dernière page. Je pense que dans les autres langues, ça doit être la même chose. ERN en français 00485434. ERN en Khmer 00357201. Et ça va également sur l'autre page, 00357202, et en anglais, 00365646. Je voudrais quelques précisions parce que, répondant tout à l'heure à mon confrère, et il me semble également à monsieur le coprocureur tout à l'heure, vous aviez indiqué que vous n'aviez vu monsieur Khieu Samphan qu'une seule fois avec le prince Sihanouk. Vous dites que vous ne l'avez rencontré qu'une seule fois. Or, dans votre déclaration que je vais vous citer, voilà ce que vous dites. En tout cas, voilà ce qui est noté sur la déclaration. C'est donc vers la fin du premier paragraphe, vous dites « J'ai vu Khieu Samphan plusieurs fois quand il accompagnait Samdek Sihanouk dans ses pérégrinations à Kandal, à Takeo, à Kompong Cham, autour de Phnom Penh. » Ma question est donc de savoir, est-ce que vous avez bien dit cela aux enquêteurs des co-juges d'instruction, et dans ces conditions, est-ce que vous pouvez clarifier à la Chambre ce que vous vouliez dire, puisque aujourd'hui, vous avez indiqué que vous ne les avez vus ensemble, en tout cas, qu'une seule fois. Chà đòn đấy vì miền chà đòn này miền tiền vận tải không khơi cho bắt thêm đòn thì vận tải tam phe đã thuê ca cho mỗi khi này cái lòng máu có tài để làm vận tải không biết cho bắt vận tải không cho bắt cứ miền đầm đòn này thì được thế chà đòn đầm đòn miền trần tam phe đã khi ráp rồi nhưng mình chà đòn là thằng đặc nom tranh từ nà thì cho mỗi đại tôi chưa riêng riêng thầm ngàn thằng đang nói tình tân á thì mày nói kỳ anh đã gặp ao dùng thọ thì nơi cái sai này bàn thì chết thì được thế này chỉ là đòn này mà đón đại khi mà bàn khơi chuyện lẽ cứ tìm đòn này thì ai cũng cạn này chỉ là đòn mềm chỉ là đón trong chồng gì thà lúc khi phát ai tranh được chỉ là đòn còn tại đòi chạy đón lúc trong bàn chuyện tại mà đón để nhom được ba tháng anh nguyên thằng đại ơi được thằng thằng đại một trong đăng chuyện đại miền tại luộc xù và chuyện luộc hiền phón thà về miền chẳng mẹ nó thì cục nhom thà tại vì khó được bàn hoàn khó bàn được nhom trong ba luôn nhom mà nông chuyện nông chuyện đòn đứng đây mật thiện nhom đây tầm nào như thế thì ai miền chuyện đòn mà bàn tay ca để nhom bàn đăng phá nó cứ miền nằm đòn cột như ngày đại khi ông toàn than thà luộc vượt mà nào tam lan mùi đại ruột trong mưa tới trong ai cọt cho bà cọt hai vợ chồng cho bà mình tén to su thì mấy luộc cọt tà men on trong con là bị chết và luộc khi thằng phong thà ót anh đang còn đang thà mấy ruột nhóm đội bàn khơi hai cả này là thay cho đón được men chun lại tới điểm đón thì những nhóm phát triển năng lượng quỳnh ai được không còn nói hai tiếng mình dù biết này được nhóm gì thì
nhóm bạn trao bịa thà chạy đòn bên đây thà bên nhóm đang tầm nào còn tầm nào thế bro, tầm mai nút nhóm đang còn nơi nào phong, bà vô lần nữa. Je vous remercie, monsieur le témoin. En fait, simplement pour vous expliquer ma démarche, le but est simplement de clarifier parce que nous avons des documents dans lesquels il y a certaines affirmations. Et comme c'est vous qui êtes la personne qui a été interrogée, c'est par vous que nous pouvons avoir des éclaircissements. Donc je vous remercie sur ce point. Vous avez donc expliqué que c'est par le biais de vos collègues que vous avez su, pour les autres fois, que M. Khieu Samphan accompagnait le prince Sihanouk aux alentours de Phnom Penh. Ma question est la suivante. Tout à l'heure, en répondant aux questions de l'avocat des parties civiles, vous avez indiqué, et je vous cite à peu près parce que ce sont mes notes, que les dirigeants ne vous envoyaient là dans le cadre de vos reportages, vous parliez. Donc vous disiez les dirigeants ne nous envoyaient que dans les endroits où on avait assez à manger. Quand vous dites, première précision, quand vous dites les dirigeants, de qui parlez-vous? À qui faites-vous référence? Mẹ đặc nòm mới là dương dây phía thầm anh thế mẹ đặc nòm. Bạn dây mình tên thân ạ đặc nòm. Bạn phía thầm anh dây. Bạn này thà mẹ cứ trên điện đặc nòm kia mẹ chỉ thầm anh chất thì. Très concrètement, dans votre cas à vous, lorsque l'on vous disait d'aller dans telle ou telle autre zone, quelle était la personne qui vous donnait les instructions? Et savez-vous avec précision de qui elle prenait elle-même ses instructions? Thiên tí của ai thầm rạch bàn này, bạch rộn trầy thì vẫn tới bởi chlòn từ khung phía. Tôi là chlòn từ thân hạ lửa, bị cái xuống từ thân hạ lửa. Được nét nhóm bên tới từ xông bị rộn trầy bàn tới bàn. Xông vì bị thiên tí ông phép ấy ở bàn đi. Hãy đọc nhóm thư ca cho mới qua tới bộ. Nhóm đôi crom về đòi lại cho nhóm gì là crom đòi lại crom gì phun cứ crom đòi lại để mình sẽ pralan mô tô rồi xong phải ấy trả những gì vận tải dễ chịu phía bên chỉ ăn thêm một đòi lại crom crom đòi phải phía luôn này vận tải chỉ phía cả hộp chốc rồi nói nói nông tí còn một phải làm chết rồi rồi. Chẳng cả xong ấy cứ mẹn xong tí thế, cứ dừng xong xoay vì rộn trầy. Rộn tí cái càng như cháu anh cứ dừng lại xong. Bạn tới kia có đằng này, đằng thay dừng tới nào này. Je vous remercie de ces précisions, mais ma question était de savoir, vous,
vous preniez vos ordres de Madame Yunyat, mais concrètement, est-ce que vous saviez de qui elle prenait ses ordres? Est-ce que vous le saviez? Si vous ne le savez pas, vous me le dites, il n'y a pas de souci. Je veux simplement savoir si vous le saviez. Je vous remercie de ces précisions. Et pour être précise par rapport à la partie de la déclaration que je vous ai citée, vous avez parlé des déplacements qu'ont évoqués vos collègues de M. Khieu Sampan avec le prince Sihanouk. Est-ce que Kandal, Takeo et Kampong Cham étaient des endroits où vous étiez vous-même autorisé à aller faire vos reportages? ខ្ញុំអាចមានសិទ្ធិដល់យកព័ត៌មានឬក៏យ៉ាងម៉េចតែខ្ញុំអាចមានសិទ្ធិដល់យកព័ត៌មានបានទីអង្គភាពអង្គភាពទីមានក្រសួងខុសខ្នងការនិងក្រសួងខុសខ្នងអប់រំអាចទៅចុះយកព័ត៌មានបានប៉ុន្តែតើមានការអនុញ្ញាតដូចខ្ញុំជម្រាបខាងលើ Ma question, monsieur le témoin, faisait écho à ce que vous aviez indiqué ce matin à ma consoeur des parties civiles, ce matin, où vous disiez, j'ai rapporté vos propos tout à l'heure, que les dirigeants ne vous envoyaient que dans les endroits où il y avait assez à manger. Donc ma question était de savoir si Kandal, Takeo, Kampong Cham faisaient partie de ces endroits. ខ្ញុំនៅភ្នំពេញខ្ញុំគិតថាខេត្តណាក៏ដោយនៅទូទាំងប្រទេសអាចមានការហូបចុកគ្រប់គ្រាន់ដូចខ្ញុំដែរនេះជារំខ្ញុំនៅពេលនោះព្រោះខ្ញុំកម្រជួបប្រទេសនឹងការអត់ឃ្លានណាស់ហើយតាមខ្ញុំប៉ាន់ស្មានទៅគឺថានៅមូលដ្ឋានបើដូចបច្ចុប្បន្ននេះចន់និយាយថាសម័យខ្មែរក្រហមគឺជាសម័យដែលអត់ឃ្លានខ្ញុំទើរតែមិនជឿទេព្រោះនៅភ្នំពេញហ្នឹងខ្ញុំមិនដែលហូបមិនគ្រប់គ្រាន់ទេដូចបានខ្ញុំឆ្លើយពីលើក
ក្រោយនេះគឺច្រើនលើកអំពីបញ្ញាធ្វើពលកម្មច្រើនការហូបគ្រប់គ្រាន់ហើយមានការអត់ឃ្លានប៉ុន្តែខ្ញុំទៅគឺចំកន្លែងដែលមានបើកកលឋានដូចនៅក្នុងរោងជាគៀងទុបតឹងចំណិតអីខ្ញុំឃើញចលនាសហសម្រាប់នោះខ្ញុំមិនបានដឹកស្មានទេក្នុងម៉ៃនោះ มาถามเมียนประชาชนอดเคลียนให้ខ្ញុំទៅតាណាក៏មិនដែលគេរៀបចំឲ្យវាអត់ឃ្លានអត់ខាត់អីអត់ទេគឺគេមានបាយមានទឹកមានម្ហូបមានសាច់គោសាច់មាន់សាច់ជ្រូកអីដូចនៅភ្នំពេញដែរដល់អញ្ចឹងអារម្មណ៍ខ្ញុំនៅពេលនោះខ្ញុំនឹកឃើញថាប្រហែលជាមិនមានការអត់ឃ្លានទេប៉ុន្តែក៏មិនអាចសម្បូរដែរ Toujours, et ce sera mon dernier point en ce qui concerne
votre travail de journaliste dans le cadre de votre déclaration, et c'est toujours la même page, les mêmes références que j'ai données tout à l'heure de E3-380. Cette fois-ci, c'est le début du paragraphe. Vous avez indiqué pendant 3 ans que Sampan s'est occupé du transport des vivres en direction des différentes régions et zones. Tout à l'heure, en répondant aux questions de M. le juge Lavergne, j'ai cru comprendre que c'était des éléments que vous aviez eus de tierces personnes. Est-ce que vous pouvez indiquer à la Chambre quelles sont les personnes qui vous ont parlé des occupations de M. Khieu Sampan en ce qui concerne le transport des vivres en direction des différentes régions et zones? Mẹn tên nhóm miền mùi nhóm thư cả mình đang chia này cho mùi lúc khi phó đi có nhẹ nà thì hay miền mà chân muốn thư cả khám thái đăng chu nâng đối chân ấy cái ai đăng thà lúc khi thầm phó bàn tiếp chọn mấy là mà thằng phùm phía khá đồng bón cái thằng ấy là thằng nào cần nát nào có ai vậy lúc cứ nào thầm về hỏi trong lưu tam kia đấy nhưng mình đắng rồi nhưng từ tu còn miễn về giàu lại mình đắng phần thà lúc tại miền ca xá cứ điệp chậm ao kia rồi cầm lăng điệp chậm ao chỉ ca pet mình pet nhưng mình đắng đấy rồi ca nick nhưng đắng đòi về giàu hỏi đại nhưng như vậy nick nhưng về tầm lại thà nick chỉ ca pet còn tay nhau mình bàn khơi để bàn một lúc để cô chưa tục chặt bàn rồi có buồn đang lòng lòng cực nhau khơi này làn tay lòng tay chỉ buồn mà làn chân miền cần nát miền co miền bò bò prapra xin xin hai nắng bàn khơi nắng né cho từ một đón từng buồn buồn hai trong bàn bọ trái hời bọn đang tầm bảy chân bị phồng bánh nhưng mà bọn thay bị mụn đấy tầm lại nhóm thà ai đó là rừng mình đỏ rồi thầm đá nhóm nẹt dây dài nhóm tay để xùm hà chun này ta đỏ là rừng đỏ cái lạnh khác đỏ cái lạnh khác ớt bán đỏ thì chẳng về miền mù hai đấy bạn này mình đỏ bọn đặt tầm lăng lăng bọn cất đô la mày lỡ mình thích chứ và từ mà đón từng buồn từ hơi từ con lán rồi chỉ lán đấy chỉ lán buồn mà tục cái tham mà đón thay lời đại dương miền lán thầm thầm nhớ về thay nó có đặc lưu được gì Monsieur le témoin, ma dernière question, puisque nous arrivons à la terme de cette journée d'audience, est-ce que vous pouvez nous donner les noms des personnes qui vous ont parlé des activités de M. Khieu Sampan? Vous avez évoqué un neveu, est-ce que vous pouvez donner son nom? Monsieur le témoin, je vous remercie d'avoir eu la patience de répondre à mes questions et j'en ai terminé mon interrogatoire, Monsieur le Président. ខែសីហាឆ្នាំ 2023 ដោយចាប់ផ្ដើមពីម៉ោង 9 ព្រឹកហើយសម្មនាការនៅថ្ងៃស្អែកនេះអង្គជំនះនឹងបន្តស្ដាប់ទៅខែកម្មសាក់សីកម្ពុជាដែលនឹងបន្តការតាំងទំនួលនេះដល់ដោយក្រុមវិទ្យាការពីក្តីពីក្រុមទៀតគឺក្រុមការពីក្តីនួនជាហើយនឹង
ក្រុមមេធាវីការពីក្រីអ៊ីងសេរីនៅសូមភាគីនិស្សិតនិជ្ជិត្រៀបលោកកំបុនការស្ដាប់ទៅខែកម្មរបស់លោកនៅមិនទាន់ចប់នៅឡើយទេសកម្មភាពត្រូវធ្វើបន្តទៅថ្ងៃស្អែកទៀតដូច្នេះអង្គជំរះសូមអញ្ជើញលោកមកបន្តផ្ដល់ទៅខែកម្មនៅថ្ងៃស្អែកទៀតមន្ត្រីរដ្ឋបាលតុលាការតំណាងរួមជាមួយនឹងមន្ត្រីអង្គភាពកងពារសាក់សៃអ្នកជំនាញក្នុងការជូនសាក់សៃនេះវាត្រឡប់ទៅកាន់កន្លែងដែលគាត់ស្នាក់នៅវិញ ហើយនឹងឲ្យអញ្ជើញគាត់ត្រឡប់មកកាន់កន្លែងផ្ដល់ទៅខែកម្មនៅក្នុងបន្ទប់សាណការនេះវិញនៅថ្ងៃស្អែកវេលាម៉ោង9ព្រឹកហើយប្រកបឲ្យអនុរិយអន្តរជាតិឃុំឃាំងនាំជនជាប់ចោតទាំង3រូបត្រឡប់ទៅកាន់មន្ទីរឃុំឃាំងនៃអបតកវិញហើយនឹងឲ្យនាំខ្លួនប្រកាសត្រឡប់មកកាន់បន្ទប់សាណការនេះវិញនៅព្រឹកថ្ងៃស្អែកឲ្យបានមុនម៉ោង9សម្រាប់ចុះសូមអញ្ជើញក្រោយឈរ